Lợn rừng vô cùng hung dữ. Vì vậy, nếu bạn phát hiện một con lợn rừng từ xa, đừng dừng lại để chụp ảnh mà hãy rời khỏi khu vực đó ngay lập tức. Nếu bạn cách lợn rừng quá gần, đừng bỏ chạy mà hãy làm như sau, hãy giữ bình tĩnh và từ từ lùi ra xa. Nếu nó tiến về phía bạn,